Hello, xin chào các bạn nha. Đây các bạn thấy có thể thấy một con kỳ nhông ở dưới con ốc sen này các bạn. Mình vừa mới cho cái cây này ra các bạn. Quay gần cho các bạn xem nha. Đây. Con kỳ nhông rất là ngon lành nha các bạn. Đuôi nó cũng rất là dài, mẹ các bạn thấy. Rồi. Nó lại trốn vào đấy nữa rồi. Mình sẽ bỏ mọi cách mình ngập quá ha. Đó, đó, biết nó lại trốn đi đâu rồi các bạn. Đây rồi. Nó nhảy dưới đấy rồi các bạn. Bye bye.